gì gỡ ra vậy nó mắc ký á, gì gỡ ra vậy nó mắc ký á, gỡ bỏ ra đất á, may gỡ hả? Dây oxy kìa, dây hở oxy của gì hả? À Giật ấy tay hả? dạ, vậy là hôm nay không gỡ mũ là do nằm bệnh viện hả? Trong cạo cũng nổi, nãy lên cạo cũng nổi luôn. Tội quá, mà không cạo thì không có tiền phải không? Hèn chi mà con thấy đợi quá trời chén mà không không bốc. Cuối cùng chân sành lấy hết luôn. Chén sành lấy hết là bị mất hết chén sành rồi. Giờ chóng mặt hay sao? Mệt rồi. Rồi chạy xe nổi không? Đó, lên xe rồi, quay đầu xe thôi rồi. Dạ. Đi đường này đâu quỷ ăn bơm một Dạ. khi rồi. Dạ. Lấy Đường hết này ác rồi, đạp á. đi lấy hết. Lấy hết cái ngủ luôn, chứ còn mới còn cái ngủ nữa. À, gì leo lên đi con đạp cho, gì leo lên đi. Con đạp cái gì chạy luôn ha. Rồi. Rồi như vậy là cái cô công nhân cổ về rồi cô bác anh chị ơi. Sao cô? À để à, nó đổ ra ngoài hả? Rồi rồi, để con dẫn mũ giùm cho. Dạ. Hả? Hello, đi làm hả? Dạ. Rồi. Đây cô về rồi cô bác anh chị. Cô về là mà bây giờ không phải về nhà mà đi ra bệnh viện. Mấy ngày hôm nay cô cạo rồi cô để cô không có cô không có ba bán là do cô bệnh đó cô bác anh chị. Ở có mình nè. Cô ở có một mình. Bây giờ cô ở với mình tại vì chồng cô cũng mới mất. Giờ thấy cô cạo không nổi, thở oxy. Vừa đi cạo mà vừa đem oxy nên những cây này thì giờ còn mấy cây cô cạo không nổi, chúng tôi cạo phụ á cô bác. Cạo phụ mấy cây. Rồi bây giờ cô đã chạy ra bệnh viện rồi. Bệnh viện để mà cô bơm oxy cho khỏe lại. Chừng nào khỏe thì cô về. Cô vẫn còn chạy xe xe được. Rồi cô mới cạo xong mấy cây nè, cô mới mới cạo xong luôn nè. Rồi cô cũng nói cô có mấy chén mũ á. Bữa mấy chén mũ mà để đầy 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 đây nè cô bác chị thì cô cũng bị mất. À, bị mất luôn chén là cô bác chị. À, cô bệnh mà cô cũng bị mất mũ ha. Tội cô, tội nghiệp cô quá. Bây giờ cô ở một mình mà cô không bệnh mà cô không làm thì không có tiền nên cô cũng ráng cô cạo cô bác chị. Ráng cạo à, nhưng mà cạo xong rồi bóc không nổi, cứ cứ để đầy chén vậy đó rồi hai ba chén dồn lại. Thì chúng tôi tưởng đâu là cô trữ mũ hay về là không phải, tại vì cô bệnh. Cô ráng cô cạo để dành vậy thôi rồi cô rồi cô đi nằm bệnh viện tới cử cô vẫn cố gắng cô về cô cạo cô anh chị. Thì cô anh chị thấy hoàn cảnh thấy tội không? Cô hình như là cũng là giống như là người dân tộc không phải dân tộc Kinh mà giống như người người Miên hay người gì đó cô bác anh chị, người dân tộc Khmer hay là dân tộc Tiên à, chứ không phải dân tộc Kinh. Tại vì cô tại vì thấy nước da màu da cô cũng khác,
Thì nói chung là cô bác nhìn sơ là cô bác anh chị nhận định được à. Rồi đây là cô cạo cũng còn sót nè, sót cây okay. Và để chúng tôi cạo giùm cô luôn. Cái dao này thì bữa nay mua dao mới của bác chị, nó dày quá, cạo khó cạo. Dao mà cạo lâu rồi, đặc biệt là cái dao mà nó gần bị mòn, ăn mòn gần gãy rồi đó, dao lúc đó cạo mủ mới nhiều của bác chị. Cái giai đoạn đó là dao mủ nhiều nhất, nó mòn mà nếu không khéo là một chút là nó sẽ bị gãy, thì cái giai đoạn đó lại lại nó khuyết, nó dễ, nó có mủ nhiều hơn. Cạo những dao vậy nó có mủ nhiều hơn nhưng mà không được lâu, nó chỉ một thời gian ngắn. Nếu cô bác anh chị đụng mắt hay đụng cái gì mà cứng cứng là nó hay bị gãy lắm. Mà cạo một tay luôn cô bác anh chị. Bây giờ cái lô này cạo hành lý rồi nên không có cần phải kỹ thuật cô bác anh chị. Cạo miễn sao có mủ cho cô được hả cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy cây nhỏ xíu mà mủ nhiều không? Cây nhỏ xíu à, mủ nhiều. Và cô để những cái tô này nè, tô này cô để góc 2-3 tô. Rồi có cô mới chia sẻ cô bác anh chị, cô mới vô cô cạo rồi cô mới chia sẻ là cô cũng bị mắc, nhưng mà cô mắc ít à, và mắc vừa chén vừa mủ luôn, tức là mắc nguyên nguyên tô mủ luôn chứ không phải là gỡ mủ không, lấy mắc chén luôn. Thì cô chia sẻ như vậy á cô bác anh chị. À, vấn đề này cũng hơi nhạy cảm nên cô chia sẻ thì chúng tôi cũng chia sẻ lại với cô bác anh chị ha. Đây là những cục mủ đông cô để nè cô bác anh chị thấy không? Cái này cứng ngắc luôn á cô bác anh chị. Cái này mủ này phải nếu mà giá mủ hôm nay thì 14.000 một ký, thì mủ này để lâu phải thương lái phải mua cho cô 15 16.000. Tại vì mủ này để rất là lâu rồi. Mủ này kêu bằng mủ trữ luôn á cô bác anh chị, nên mủ này phải có giá. Nó giống giống như nó muốn gần bằng mủ dây à. Nó ra nước hết rồi, bây giờ hàm lượng nó là mủ không. Nó không còn nước nữa, rất là ít nước. À, vậy như vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi đã biết cái nguyên nhân vì sao mà cô công nhân ở đây cô cạo mủ mà cô không trút mủ, không gỡ bán. Đó là do cô cạo rồi cô bệnh, cô nằm bệnh viện. Cứ tới cử thì cô ráng cô cạo xong rồi cô chạy ra bệnh viện. Và cô bác anh chị thấy hoàn cảnh rất là tội nghiệp ha. Và ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ video ngắn cho cô bác anh chị xem. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào giá mủ trưa nay. Hy vọng trưa nay có những cái tin vui bất ngờ. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều.